Bất ngờ Bình đến thăm chị Mộng Kha. Chị Mộng Kha có chia sẻ cây mạng cầu này trồng bao nhiêu năm rồi nhưng mà không có trái. Sau khi chị Mộng Kha cất nhà xong, cây lại có bông kết trái cả nhà. Bên cạnh đó, Bình cũng thấy có một người đàn ông lạ đến thăm chị Mộng Kha cũng không biết làm chuyện gì. Khi thấy chạy xe vô thì hai người cặp kè với nhau rất là vui, rất là thân mật. Bên cạnh đó, Bình còn không biết là hai người đã từng quen nhau từ lúc nào. Mời cả nhà cùng tìm hiểu để rõ biết hơn về cuộc sống của anh này và chị Mộng Kha như thế nào ha. Bình mến chào cô chú anh chị. Hôm nay mình cũng lại tới nhà của chị Bồng Kha. Thì giấc này cũng đã trưa rồi. Mình cũng không biết là chị Bồng Kha đã dùng cơm nước gì chưa hay là đi bán vé số về hay chưa ha. Thì đặc biệt mình đi trên đường thì mình cũng có mua một miếng đồ ăn, cũng giống như là thấy chị Mộng Kha đó làm ẩm thực đồ ăn rất là ngon. Thì cho nên là bữa nay mình cũng đi ngang đó, mình cũng không biết mua cái gì. Mình mua là 5 trứng hột vịt và một bó hành và sa báu để cho chị Mộng Kha cùng giống như là làm đồ ăn hai chị em dùng chung ha cả nhà. Thì căn nhà của chị Mộng Kha thì cũng xây dựng cũng cũng được vài tháng rồi, cũng nói chung là bữa hổm đó cả nhà. Mình cũng nhận được tấm lòng vàng từ Mạnh Thường Quân đó, cũng có mua một cái bộ bàn cho chị Mộng Kha. Thì bữa nay mình lại đến đây thì coi bộ bàn đó như thế nào và cập nhật cho cả nhà xem bữa chị Mộng Kha làm ẩm thực ngon như thế nào ha. Mời cả nhà cùng tiến vào trong nhà cùng với mình ha. Đây là cái căn nhà của chị Mộng Kha nè cả nhà. Đó, thấy màu sắc kia rất là sạch sẽ ha, rất là đẹp ha cả nhà. Sáng á, bên cạnh đó bữa nay đó trời cũng đã chuyển mưa cả nhà. Trời chuyển mưa. Mưa cũng râm râm mà mình đi cũng ướt mưa cả nhà. Tại vì đi tháng này nắng quá, mình không có lấy áo mưa theo á. Mình mấy bình thì ướt nhẹp rồi mà không sao, mà mình đi mà cảm thấy mình vui là được rồi ha cả nhà. Ôi chị Kha ơi, có nhà không? Dạ, chào chị Kha, chào em xin xin gắn mic xíu nha chị Kha. Vô nhà đi cưng, ấy nắng. Chào chị Kha. Dạ, bữa nay em đặc biệt nhất em lại đến đây. Chị Kha giấc này dùng cơm nước gì chưa? Chị hả? Dạ Chưa dùng cơm sáng nữa. chưa hả? Chị thấy chuyện chuyện mưa, chị dẹp dọn xung quanh nhà, lụm bọc lụm gì xung quanh nhà. Bình đi từ đường nhà Bình mà qua tới đây đó. Trời mưa cũng rất là nhiều mà mưa Có râm đang râm thôi. mưa không? Mưa râm râm. Mưa lâm râm hả? Ở đây À, chưa có mưa. Bình đi rồi giờ mưa râm râm mà chạy đường xa quá đó. Đi vô nhà Nó đi ướt cơ. nhẹp hết rồi. Vô nhà đi. Dạ. Nói Hay đi cơ. đặc biệt nhất là chị Mộc Kha chưa có dùng cơm đúng Chưa, không? chưa. Chị mới dọn dẹp nhà rồi còn ra mồ hôi nè. Rồi bữa nay mình có nấu món gì ăn không? Chị à? Hả? Chưa có Chưa chưa có làm suy gì nghĩ nữa. tới món gì ăn luôn. Chưa, chị chưa mua đồ ăn nữa. Chị Tính đi tính mò đi. ốc bắt cua nữa Chị tính đi kiếm cá chưa đi nữa. hả? Thấy Ui mưa mưa trời, chị dẹp dọn. trời nắng với trời chuyển mưa, mưa đầu mùa, Đúng rồi. đừng có đi hả chị, đừng có ra Chị ngoài cũng đồng vậy một thôi, mình. tại mưa mới mưa thì mình đi ra ngoài không được Với á. dạ lại á, trời mưa mưa đầu mùa vậy á Đúng rồi. làm cho mình cái sức khỏe của mình nó yếu á, giống như là Đúng không được khỏe trong người á. rồi. Mình mới mới mua lần đầu mình đi dầm mưa bệnh đó. À, đúng rồi đó. Đúng rồi. Chị hồi xưa cha mẹ chị kêu còn á, Dạ. cha mẹ chị vậy đó, nói mưa mưa đầu tiên á, con đừng có đi ra ngoài á, lắm mưa bệnh. Rồi không cho hứng nước mưa đầu tiên nữa. Dạ, dạ. Đó, Vậy nhà chị lá không hả? đây. Lá hứng nước Dạ. mưa đầu tiên là nó thúi, thúi lá À, tức rồi. là mưa đầu tiên á, đôi khi cô chú, bà con, cô bác hồi xưa người ta nói, tức là cái trên nóc tôn, hay Chưa là cái trong cái có máng đó, xối, tôn đâu, lá không à, có lá hay là máng xối đó, có con này con kia, có phân này phân kia đồ đó, thì xối thầy lấy bằng chuối á, vỏ chuối ở ngoài đó, đi đi lấy dao cắt rồi lấy lại rồi hứng nước hứng không, nước. hồi Ở đó xưa đâu có tôn, đâu có gì hết. không có cái máng xối, hồi đó là đi lấy bọt Chuối sột chuối. ơi, bật bật lên tập chị. Mấy mai mai loại mà lá lá mình À, may lá dài 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 mình lá mình may lại may lại nhà.
Ê, chị Kha ơi, bữa nay em đặc biệt nhất á, nghe chị cũng chưa dùng cơm, em cũng chưa có dùng cơm. Chưa chị, chưa Thì dùng. bữa nay á, em cũng có mua cho chị, cũng giống như là em muốn chị làm một món cơm đạm bạc đơn giản thôi mà Đúng chị rồi. em mình dùng đi Ô, cũng cho ngon mua hơn. mua đồ rồi cái chị Nè, hả? em Cũng gửi cho chị này. dạ, chị cảm ơn cưng Chị coi đi đủ đồ chưa? ha. Chị có cưng mua cho chị là chị cảm ơn cưng nhiều lắm rồi, có gì cho chị em mình dùng nãy cưng ơi. Dạ. À, Đó là em mua 5 cái trứng. nắm chín À, chiên 2 3 trứng gì đó, rồi chiên nấu canh hai chị ba nấu trứng gì cơm đó. rồi ấy, À, nấu cơm rồi hả? nấu Sá cơm rồi, bấu thì mình chiên với trứng ha cô. chiên sẽ bầu À, chiên với trứng hả? dạ. Rồi từ lúc mà Bình Đen mua bộ bàn ghế đó chị Kha, thì chị Kha có Đi thấy bữa như thế nào nào hả chị Kha? Có đi bà con cô bác trong xóm lại hỏi thăm gì không? là nói là ủa chị Kha sao nhà chị Kha đẹp, có gì bộ bàn ghế đẹp không? Nói bộ bàn ghế chị đẹp giống giống chị nhà giàu vậy, chị nói chị đâu có giàu gì đâu, nhờ cô chú mạnh thường quân giúp đỡ cho chị á, À, nhờ cô Mai cô nhành. cô Mai là cho cô nhìn mua giúp cho chị, cái Dạ. nói nhà chị Hà giống nhà giàu, chị nói Yeah. chị đâu có Mai giàu đâu. mai mốt á cô À, chú chị ngồi đó cơ, cũng. Dạ chị dạ, sao ngồi đi chị chị lại Kha. không đó, À được rồi. Ủa mình để bông đó hả? ở chị mới mua bông, chị đi xóm chị mua bông để cho nó Ừ. đẹp Rồi bàn cái ghế ghế dài đó đó để bên đó rồi mình xem tivi đó, ok đó. Chị coi cái video luôn, nghĩ chừng không? nào tối mới về coi, Thật chị thích rất là ra thích lắm. bây giờ nhà mình cũng đầy đủ rồi, mai mốt á mình có tiền á chị Kha, mình bán vé số có tiền đó, mình cắt kiến. Kiến hả? À, kiến để trên này Sao nè, để sao cơ? mình cắt kiến á, mình giống như ngang là 4 tấc cái gì đó, 4 tấc mình cắt kiến 4 tấc dài nửa mét hay là một mét gì Ủa, đó, ở đâu có cơ? không chỗ kiến có mình cắt kiến để lên giống như mình để nước này kia uống á, thì nó dính vô cái mặt bàn nè, mình lau nó lâu ngày nó sẽ bay màu á chị. Đẹp đẹp đó cưng, À, mình sẽ nếu như mình có kiến mình lau nó dễ hơn rồi nó không có bay màu á chị Kha ha. có kiếm sao cưng Kiến cũng giống cái kiến tủ vậy đó, cho chị á, mình nói sao mình đi chỗ cắt kiến đó mình cưng đặt người ta giống như mình đo ngang mấy mét, dài mấy mét gì đo đó. đo này hả, Ở dài giống như nửa mét. đo vậy hả, Dạ. đo vậy hả, Ở mình cho cắt cắt hả? mắt không Nó rẻ à? vậy hả? Ừ. Có 200 ngàn á, nhiều rồi. Bữa nào chị đi rồi chị Ừ. Giống như mình dễ lau hơn á, để cho nó bóng lưỡng đẹp nhị hoài á chị Kha, không có cho nó giống như nó bị bay màu á. chị thích cái Mình sợ nó bay màu á. chị là mà 52 tuổi rồi mới có hiện tại, có năm nay chị có cô chú thương chị cưng là quay chị lên anh chung rồi anh dụ rồi đó, Dạ. mà quay chị lên mấy cô chú mình ở ngoài nước biết bằng cảnh chị khó khăn gì đó, cô chú mình giúp chị gì chị mang ơn nhiều lắm, không có bao giờ nào mà chị hết mang ơn cô chú mình rồi, chỉ chừng chị chết đi chị cũng mang ơn cô chú mình tới. Dạ, cũng giống như là chị Kha, nếu mà muốn vậy á, chị Kha đi chùa hay là đi lễ hội này kia rồi đó, chị có giống như lễ cầu an hay gì đó, chị có đi á, Có chị thắp một nén hương rồi cầu nguyện cho cô chú đã cầu thương nguyện mình. cho chị À, đi, chị vậy vậy hả, à. chị nói chị cô chú đã thương mình rồi, người tha cầu nguyện cho cô chú mình ở trong nước mình đó, tha cho chúc cô chú mình, cầu nguyện cho cô chú mình hết trơn, cho bình an hết trơn, tiền Dạ. đổ dây nước hết trơn chị. Rồi bông này mình mới mua hay là sao chị Kha? Bông này chị muốn mua, Ôi đẹp quá ê. bông này hình như 60.000 gì Ê, 60 ngàn mà đẹp đó. ấy. Chị thích màu này hả? Mấy À. em bán rửa cho chị nói cưng chị mua bông để trên bàn á, mà bàn người mấy cô chú mạnh thường quân mới mua cho chị đẹp lắm, chị mua bông để cho đẹp Đây nói cả nhà thì chị Mông Kha ngồi ở đây nè. đẹp lắm Không, hả, chị Mông Kha ngồi đó đi, chị ngồi nè cái tivi nè đó cả nhà. À, chị Mông Kha về chỉ là bấm lên cái tivi cái ngồi ở đây khi mà đi làm về mệt rất chị Kha đó, mình ngồi ở đây hoặc là mình lấy cái gối hay là gì đó mình nằm cũng chị mới được. lấy gối chị mới để vô trong phòng mình À, nằm, gối mới để vô trong phòng mới ha để trong phòng chị ăn mấy cô chú ở đây Kha. á, mấy chị Hà hoặc là rồi cô Hà nói chị có sao nhà chị đẹp quá vậy, Đầy đủ rồi. nói với ông chị nhà giàu gì, nói chị Hà nhà giàu không à, chị nói đâu có giàu gì đâu, chị đâu có gì đâu có giàu, giờ nhờ cô chú mình mua cho chị mới đẹp chị nói vậy.
Nhằm cô chú cũng có bình luận cho Bình á, nói là bộ bàn ghế này dắt mắt lắm. Không phải đâu cả nhà, cái này là anh chỉ nói đẹp có 4 triệu rưỡi à. Nói đẹp chứ. Đẹp hết trơn. Nói ai cũng nói đẹp chứ. Như sao em tính mua cho chị là bộ bàn kiến. Nhưng mà thôi, nhà của chị cũng đẹp hết rồi. Nhưng mà mua gỗ đi, thấy nó đẹp hơn. Cái gì cũng chị chịu hết trơn, miễn có được cho chị mừng không hết nữa. Tại vì cái bàn gỗ với bàn kiến á thì giá bằng nhau à. Cái gì cũng đẹp hết trơn, chị thích hết trơn. Nhưng mà cái gỗ này thì mà nó để thì nó ra hơi cái không gian nó lớn, còn bàn kiến thì không gian nó nhỏ. Nhưng mà thấy bàn gỗ thì nó sang trọng hơn, đẹp hơn. Đẹp hết trơn. Dạ. Chị cũng ra không dám ấy đâu. Chị lấy tay gì vậy? Chị mua con khăn nhỏ đó, mua hai con. Con gì? Hai con khăn, con khăn nhỏ nhỏ đó. Chị để là hai cái khăn chứ không phải hai, con. Ở hai cái khăn. À. Khăn nhỏ nhỏ. À, mua là mua loại khăn mịn hả chị Kha? Khăn nhỏ à, mỏng mỏng hả? Ừ, khăn mịn á. À, bốn cái. Không, cái lớn cũng được mà loại là khăn mịn. Chị mua khăn mềm á. Bốn cái 10 ngàn. Ừ. Cũng giống như là chị cũng để ở đây nè, giống như là chị có khách lại đó. Chị Kha để nước cho khách uống đó. Chị lót cái khăn ở dưới ly đó. Đừng cho khi mà nước nó nhiễu xuống thì cho cái nó dính vô khăn, đừng cho nó thấm vô cái gỗ. Chị chút nữa. Nói chung là gỗ mà thấm nước lâu ngày nó sẽ bị mục hả chị Kha? Ừ. Không. Chị chút nữa chị mua đi, bán số á, chị mua cái bình thị chứ một bộ bình trà. Chị để cho anh em có khách gần xóm chị à, đến chị chơi gót trà rồi chị nấu nước sẵn ở đây luôn rồi cho trong mấy anh mấy chú đợi vô nhà chị chơi đó, chị mời dùng nước trà. Dạ. Mình để bình thị sẵn, nước nóng sẵn á cơ. Dạ. Gọi nấu cách bình thị. Vậy là cô chú cũng biết luôn rồi đó hả? Nói đẹp. Mới đợi voi nó nhà chị đẹp nhà em không bằng gì đâu. Dạ. Không được như vậy hả? Ừ. Nói gì đó. Chị Kha đẹp á, bàn ghế gì hồi đó nhà chị Kha không có gì hết trơn. Bây giờ nhà chị Kha, anh điện lại nói nhà chị á, chị đó. Ủa sao bữa hổm á nhà chị tháng điện có 10 ngàn 15 ngàn á. Bây giờ tôi chậm mấy chị nói sao trời sao mắc quá vậy. Anh kia nói ủa nhà chị Kha bây giờ cái gì tụ lệnh tụ gì nhóc hết trơn, cái tiền hình tivi gì nhóc hết trơn, không mắc sao được. Hồi đó chị có gì đâu, đốt con đèn không nấu mần cơm nữa, mần cơm củi chứ. Hồi đó là chị Mộng Kha chị đốt bóng đèn thôi, một tháng chị có 10 ngàn tiền điện nha cả nhà. Còn bây giờ một tháng hơn 100 ngàn. Ôi chị, hồi đó chị làm nhà làm gì nữa. À. Chị điện làm nhà làm gì nữa. À. Nói chị nói ủa sao mắc cái gì. Anh đó nói ủa tôi không có hôm anh dặn chị đó chứ tôi cho chị uống hết nữa. Nhà người chị có tivi tủ lạnh này cái nọ nhá hết trơn. Nhà chị đâu có gì đâu, hồi quạt nữa hồi kia đâu có quạt nữa. Rồi, tôi thấy nhà chị đẹp thì tôi mừng cho chị. Dạ. Anh dặn chị tôi cho chị uống hết. Dạ. Vậy là chị Kha thì nói chung là đừng có lao nhiều quá nó bóng á. Ừ. Nó bóng đẹp, nó láng rồi nó bóng đẹp lắm á chị Kha, đừng có lao nhiều quá. Chị thấy là sợ lao mình lao nhiều quá nó chốc chốc nước sơn á. Không. Chị thấy mà thì ấy chút xíu của chị lụm ra. Lụm đâu có dính tay đó. Không dính nhỏ. Giờ chị không dám để lụm trên bàn. Ôm lắm. Mà theo Bình nghĩ là chị Kha khi mà đi này kia về hay là đi ruộng về chắc chị Kha không dám mà giống như mặc quần dơ hay là dính sình này kia ngồi đâu, chị Kha không dám đâu. Chị khi nào ra đây chị mặc quần áo đá banh chị coi thể thao đồ ha, rồi đồ chị làm rồi xong cái bật quạt lên cái nữa, ui mát gì đâu ha chị Kha. Mấy gì dám bật quạt đó, sao vậy? Sợ tốn tiền điện. Mình làm vô tiền thì mình phải tận hưởng chứ chị Kha. Nha. Thì đặc biệt trước cả nhà bữa nay là Bình lại đến đây thì cũng gặp chị Mộng Kha. Thì chị Mộng Kha là xung quanh toàn cảnh cái căn nhà chị Mộng Kha dọn dẹp rất là sạch sẽ chị Kha. Ủa còn ở phía trước mình tính làm gì mà thấy lục bình quá trời vậy chị Kha? Ở trước có biết sao chị mới dọn hôm ba. Mới dọn hả? Mới dọn hôm ba để
À, bông súng này chị Kha trồng á hả? Tháng mưa cho nó ấy, tháng mưa cho nó ấy lợi đó. Cho Dạ. nó sống lợi cho nó đẹp, mình nhổ mình ăn Mình nấu nấu canh canh chua đồ ha. cho À, nó rồi sao lục bình nhiều quá chị Kha, sao có ghe chạy được chị Kha? lợi. Sao ở công ở Mỹ Phước đồ nó ta nói bể gì đó, À. xả ra mỗi năm hết rồi trơn rồi, tháng này đâu có mưa đâu, đâu đâu có lục bình đâu, Dạ. không xả đâu. Chị chồng nè, chị mới hút cất gà cất gì để vô đây nữa, À, phân gà. phân gà nè. À, hành luôn ha. Đó Hành này là hành mình dùng không hết mình trồng hả? này chị dùng hết, chị cũng trồng lại Dùng không hết chị chúng trồng lại luôn á hả? này cái nọ tốt lắm cơ. Tốt lắm hả? Ừ. Trái ấy chị nè, Ủa trái này có trái kìa cả nhà. trồng mấy năm Trái này trái gì rồi ta? đó, chị mới dọn nhà ở đây, chị trồng Trái trái gì? mặn cầu, Hả? trái mặn cầu À, mình cầu được ước thấy đúng không? cầu nguyện, trái Cầu mặn được ước cầu thấy ở trước nhà luôn cả nhà. trái gì lắm cứng, từ Trái. nhỏ xíu gì trái nhiều lắm, Dạ. từ năm ngoái cũng có trái 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 nhiều quá mình bẻ ra bỏ bớt hay chị Kha? Tại cây đó còn nhỏ. nè. Nó không Gần đủ chín chất. rồi nè, vẫn nè, À, gần chín rồi đó. bên kia rồi đó, Ừ. nhóc hết Dạ, một cây này có trái ha cả trơn. nhà. Chứ là mấy 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 tháng trước Bình lợi cũng không có trái ha cả nhà. Ủa ai lợi vậy chị Kha? Chị đâu biết ai đâu, bịt mặt dính rồi chị đâu biết, Hả? bịt mặt Ai dính rồi vậy? chị không biết. Ủa ai lợi vậy chị Kha? Ủa chị chưa, ủa chị chưa, ủa nhớ em Thanh nói gì lợi nhà chị hết lần rồi đó, nhớ em Thanh nói gì À. vậy em gọi vô này đây. Em là Thanh chị Thanh chả chiên hả? em chị À. hello. Hôm nay lại bắt chị làm À. nấu món ẩm thực À, em ăn nha chị nha. ủa bữa nay chưa dùng cơm luôn hả? Dùng rồi cũng phải ăn nữa. Oh, vậy là bữa nay chị Mộc Kha cho ăn đãi đãi cho anh Thanh món gì hả chị Kha? Bữa nay em sẵn em mua trứng vịt với hành cho chị chiên trứng À. vịt. Chị nói ước nguyện bây giờ có sự thật thì Cầu bây được giờ ước thấy đó. anh làm cái thay đổi một chút, anh lại nhìn thay đổi một chút nha. Ok Rồi cái à, cầu được ước thấy ha anh Thanh. Hay ha. À, bữa nay mình mới có thứ mấy thứ sáu gì thứ à? sáu Mà sao mình bữa nay mình nghỉ hay sao? bây giờ thất nghiệp rồi, chỉ đi bán thứ bảy chủ nhật rồi, Ủa? ngày thường giờ ít khách đây cho nghỉ. Trời ơi, sợ tốn tiền hả? Rồi bán 2 ngày đó được bao nhiêu? Thu nhập khoảng bao nhiêu? Một ngày bán 200.000 Ôi, như chị tại bán Kha. 200.000 À. cũng giống chị Bây bán giờ là thất nghiệp mỗi ở ngày những đó 200.000. vậy qua đi Nhưng mò ốc mà bắt nhìn ở cua ba nhà chị Tha ở kế nha, ở nhà ăn kế ké nha, kệ thưởng được rồi chị đó. em mình mò cua bắt ốc nha. À. Thì giá thất nghiệp của chị bán vé số cũng là 200.000. Đó thì vậy bây giờ mình bắt tay vào làm đồ ăn đãi anh Thanh với làm mình bữa cơm trưa đạm bạc đấy ha chị Kha. Rồi sẵn có học về em mua tặng cái chị với sếp bấu với hành, rồi chị anh này chị nấu canh, còn là sếp bấu chị này chiên với học về. Dạ. Rồi thì bây Rồi giờ thì em tiếp làm hộ chị Kha. dạ thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đón vào video tiếp theo coi chị Mộc Kha với anh Thanh trổ tài nấu nướng như thế nào ha, mỗi người một công việc khác cả nhà. Rồi mời cả nhà đi Rồi ha. cả nhà nha.